Cú xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đến với một con ạc ở server 556 là gà 2020. Nó cùng với ạc lâu 30 phút mà hôm qua cú show cho các bạn xem đó. Đây. Thì ạc lâu 30 phút này hiện tại thì cú đã bán rồi các bạn. Vừa mới bán xong vào chiều hôm qua. Ở đây thì chắc là chủ mới tháo hết đồ rồi mọi người. Thì cú có quay sẵn một cái video về con 37 này nữa để rao bán ở trên YouTube. Nhưng mà hiện tại nếu cái video đó có lên vào ngày mai thì các bạn cũng hiểu dùm cú là con ạc cú đã bán rồi nhé. Tại vì cú quay trước khoảng 5-6 cái video và để up mỗi ngày cho các bạn. Tại vì không có thời gian nhiều. Thì bây giờ chúng ta trở lại với con ạc level 46. Thì đây là một con ạc cũng không quá là rồ các bạn, một con ạc bình thường thôi. Thì nó hiện tại lực chiến là 48.500 nha các bạn, có hạng 68. Hiện tại thì bạn ấy đang sử dụng một cái nhẫn vàng cộng 7. Thì ở đây là chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ lên tiến hóa bét và lên kim cương 3. Và sẽ full giác vàng nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cứu sẽ giới thiệu sơ lược qua cho các bạn một lần trước. Thì hiện tại con ạc này đang mang là 2 Venus cộng 5, một cái hạnh phúc cộng 5 và một cái hạnh phúc cộng 4, gần lên cộng 5 luôn rồi các bạn, 932 điểm. Thì ở đây chắc bạn ấy chưa nạp mốc 1 triệu cho nên vẫn còn mang ếch nữ thần nhé. Super pháo thì vĩnh viễn rồi. Ở đây thì chúng ta có VIP bom vĩnh viễn. À nhầm, VIP bom Marang hết hạn nha các bạn. Và những cái wow bình thường thôi. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Thời trang thì nón cộng 15, áo cũng cộng 15, full 15 rồi các bạn. Và đang sử dụng set thỏ tiểu thư còn 9 ngày. Rất là đẹp luôn. Wow, ở bên đây thì còn một cái nữa nè các bạn. Có cả cánh tinh linh hồng luôn. Về phần đạo cụ thì ở đây đã đủ bộ đá giác rồi đây. Một tí thì cô sẽ giác lên và mở hết số gương này. Còn thẻ đổi tên và những cái vật phẩm thông thường thôi. Bây giờ là đầu tiên là chúng ta sẽ lên cái kim cương cộng 3 trước nha. Đã tăng được chỉ có 469 điểm thôi các bạn. Cũng khá là ít nhưng mà nó biến hình thì nhìn nó cũng được được một tí xíu. Bây giờ là cú sẽ mang lại cái nhẫn vàng cộng 7 đi. Cho lực chiến nó cao một tí xíu. Bây giờ là tiếp theo là phần cho bet ăn thì ở đây là còn 254 là chúng ta lên được level 38. Tiếp tục level 39 là 742 lương thực nha các bạn. Lên được 49k rồi. Thì không biết sau khi thức tỉnh là có lên được 500k hay không. Thì tiếp tục... À nhầm. Nó lên được 50k hay không. Thì tiếp tục chúng ta sẽ lên level 40 là tốn 781 thực các bạn. 49.259 điểm lực chiến. Bây giờ là cú sẽ mang cái giáp đầu bò này vào và kèm theo đó là nó sẽ tiến hóa lên, to lên. Thì để xem sẽ được bao nhiêu nhé các bạn. Quên nữa, bây giờ là cú phải chụp lại chứ hồi nãy quên chụp để cho các bạn xem. Đây, thì lên một đeo cái giáp hình như là được vài trăm lực chiến và kèm theo đó thì... thất tỉnh sẽ lên được khoảng vài trăm nữa. Thì bây giờ chúng ta đã cán mốc là 50k lực chiến rồi nhé các bạn. Bây giờ mà mang cái cộng 3 vào thì chắc chắn là sẽ tuột. Cho nên là thôi, để bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ lên show trước cho các bạn xem phần đá khảm đi. Đây, đá khảm cũng rất là ok. Thì đây là một cái con ạc mà chủ ạc cài vui cho nên là nó không có được VIP nhé các bạn. Chủ yếu cú làm video là để cho các bạn xem giải trí thôi. Chứ còn về những con ạc gồ á, thì cú ít khi làm lắm. Tại vì những cái video trước cú đã nói rồi. Ở đây thì vẫn còn đá chín rất là nhiều. Chỉ vài viên 10 thôi các bạn. Tiếp tục là phần thần khí thì bây giờ là sẽ lên hết 5.200 thần khí này thôi. Bây giờ thì nó ra thêm một cái tính năng như vậy á, rất là khỏe các bạn. Chúng ta có thể dùng nhân 2 và mua cầu ép á, thì nó sẽ dễ dàng hơn lúc trước rất là nhiều.
Lúc trước thì các bạn phải dùng auto lít đó, hoặc là các bạn phải ngồi lít đủ 100 thì sau đó mới mua cầu ép rất là lâu. Còn bây giờ là cái tính năng nó được sửa đổi rồi. Ở đây thì Cú không dùng nhân 2 do là tốn rất là nhiều xu, thì bạn ấy kêu Cú chỉ dùng mua cầu ép khoảng vài ca xu nữa thôi là chúng ta sẽ ngừng lại nhé. Chúng ta tiêu đủ 5 ca su á các bạn là sẽ ngừng lại. 6 ca su chứ. Ở đây là 3 ca 6 rồi. Tiếp tục thôi. Ở đây mà các bạn muốn dùng một lần hết á thì các bạn đừng mua cầu ép, để cho cầu ép nó 100 điểm ép như thế này, các bạn nhấn luyện nhanh thêm một cái nữa là nó sẽ lên đầy cây luôn nhé các bạn. Cho nên là để ý dùm cái đó để tránh các bạn nhấn double là nó toan hết trơn khí hồn đó. Mỗi lần như thế này là chúng ta tốn 200 xu nha. Nãy giờ 3 lần là cũng 600 rồi. Vậy là chúng ta còn có thể nhấn 10 lần nữa. Thật sự ra thì những cái bạn mà... Thôi xong, hình như mình vừa lỡ tay thì phải. Những bạn nào mà nạp móc nhiều ở bên Cú á, thì Cú thường khuyên các bạn là sẽ mua những con ạc thì nó sẽ đỡ tốn và sẽ sở hữu cho mình một con ạc nó sẽ VIP hơn. Và so với cái mức tiền các bạn nạp 1-2 triệu thì nếu như mà ạc các bạn rồ rồi thì Cú không nói. Còn những con ạc mà như thế này nè thì Cú thường là khuyên các bạn sẽ dùng số tiền nạp đó để mua hẳn một con tầm trung. Chơi thì nó sẽ mạnh hơn và các bạn đi sảnh sẽ ok hơn rất là nhiều. Nhưng mà do là bạn có nhiều người thì các bạn ấy muốn tự tay cài á các bạn, chủ yếu vui là chính chứ họ không cần ạc quá rồ. Cho nên là đa số thì họ sẽ nạp xương xương ít ít để duy trì, để cài cuốc ấy. Bây giờ thì chúng ta đã tiêu đủ 5.000 xu rồi các bạn. Cái này là tiêu trong ngày. Ở đây thì một cái nữa mới đủ. Đây, bây giờ là chúng ta đã tiêu đủ 6 ca su rồi và đã dùng sử dụng 3.000 vốn khí hồn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhận xong và tiếp theo là chúng ta sẽ giác vàng full bộ áo nón và cả vũ khí nha các bạn. Wow, thì chúng ta giác vàng vũ khí là nó lên được gần 2k lực chiến các bạn, 1k9 mấy. Còn nón thì lên được 449 điểm lực chiến. Áo thì nó thấp hơn các bạn, chỉ có 450 thôi mọi người. Bây giờ thì chúng ta đã lên được sinh hẳn ngay là lên được 53k lực chiến rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở hết cái đống gương ở bên đây xem là có được cái gì hot không nhé các bạn. Thường thường là cái gương bet trưởng thành này nè, nếu như bạn nào may mắn là sẽ mở ra được thẻ chuyển hóa bet đấy các bạn. Là cái thẻ mà các bạn để có thể đổi hai con bet lại với nhau á, nó có trị giá là 2 triệu trong event á. Trong những cái sự kiện nạp 2 triệu các bạn mới nhận được. Nếu như mà bạn nào đang cần mà các bạn mở ra là coi như trúng số luôn ấy. Túi quà super phi tiêu. Thì mấy cái này là xác suất của nó rất là thấp các bạn. Túi âm nhạc. Cái này là cái gì? À, âm nhạc. Tiếp tục các bạn. Thì nếu như bạn nào may mắn thì mở chừng một gương thôi là đã ra rồi các bạn. Ở đây là những cái túi quà mảnh đồ bét đó. Cho nên là Cú không có mở nha. Mở ra nó chật kép lắm các bạn. Tại vì mảnh đồ bét chúng ta đã thất tỉnh rồi, không có cần xài nữa. Wow. Ở đây là mình mở được cây wow lưu gạch nè mọi người. Nhẫn. Thôi xong rồi. Chật gương. Thì các bạn mở những cái túi quà này nó sẽ may mắn là sẽ ra wow nhé các bạn. Whipper Marang. Đầy rồi các bạn ơi.
Thì ở đây là Cú cũng đã từng nói với các bạn là Cú thường quay video ở ngoài gần mé sông, cho nên là mỗi lần ghe tàu đi ngang thì các bạn cũng thông cảm nha. Ở quê mà. Túi quà đá đỏ. À, trang sức này thì không nên mở, đây tiếp tục là ná ga. Không có ga gì luôn mọi người, toang hết rồi. Bây giờ là tiếp tục là cái wow lưu gạnh này thì chỉ được 7 ngày thôi. Và Cú hướng dẫn cho các bạn luôn nè, nếu như mà các bạn muốn gia hạn cây wow này á, sẵn rồi thì chỉ các bạn luôn, gia hạn không gia hạn wow bằng quân chương. Bây giờ là các bạn chuyển cho Cú cây vũ khí cộng 12 trở lên nhé. Và chuyển qua cái cây wow mà hết hạn á, các bạn cần gia hạn á. Ở đây Cú làm lưu gạch đi, đâu rồi? Ủa? Nó bị chặt. Đây. Thôi xong rồi, cây lưu gạch hết hạn. Thôi chúng ta làm cây tivi tủ lạnh đi. Sẵn rồi có cây gì làm cây đó. Đây các bạn. Đây là tivi tủ lạnh. Ở đây có nút gia hạn nha. Thì ở đây nó sẽ hiện quân chương đây. Các bạn có thể gia hạn bằng quân chương 7.000. Còn nếu như các bạn không di chuyển qua thì Cú sẽ cho các bạn xem nè. Sẽ gia hạn toàn bằng xu thôi. Thì các bạn... đó, bằng xu thôi, các bạn di chuyển nó sang cộng 15 thì các bạn sẽ gia hạn được bằng huân chương nhé. Thì đây là một trong những cái mẹo vặt mà chắc hẳn là cũng có nhiều bạn biết, nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều bạn chưa biết. Thì nếu bạn nào biết rồi thì thôi, còn nếu bạn nào chưa biết thì có thể áp dụng nhé. Thì bây giờ Cú xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở video vào ngày sau nhé. Nếu bạn nào cần mua bán ạc kênh ni liên kết Zalo, hay là cần nạp mốc hay là mua thẻ game thì các bạn có thể liên hệ với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo ở dưới phần miêu tả của mỗi video. Xin chào và hẹn tất cả các bạn ở những cái video sau. Kết thúc bằng 4 cú lít đi. Xin chào mọi người nhé.